một tay sao tao dở được. Ụt bắt rắn này cả nhà. Cái này nó tại sao tôi lên nổi con tay đây trời. Rồi giờ dở chưa. Con rắn nó bự nè, giờ mở cái đèn lên cho nó sáng chứ. Ồ nó bự khủng khiếp luôn. Con này gần 2 kg. Con nhỏ. Giờ vô coi bự lắm, sắp được con bự rồi. Bẹp. Rồi rồi đứng đứng xa ra thấy rõ được. Rồi. Còn phải chưa ăn thử hả? Chưa. Bà ông ăn ký 2. 2 ký á. Chứ ngắm tới ký rử lên. Ừ. Nó phải từ trên ký rử tới 2 ký. Chẳng có hồ để nuôi làm giống được luôn anh hay đúng không? Đúng làm giống được. Thì bắt con vô rắn đi cá được. Bằng con này có hơn nè. Bán cho anh hai. Để tôi liên hệ với anh Đại kìa. Rồi. Tắt đèn đi. Tắt đèn thấy nó rõ hơn. Bự lắm nhưng mà nhỏ đồ này đúng không? Còn bự lắm.